Shop hàng Nhật Lục Địa chào các bác. Bây giờ là buổi chiều ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020. Em tiếp tục lên sóng một cái chiếc điều hòa một cục của hãng Corona nhé. Con này thì cũng bình thường như bao con khác thôi. Vỏ nguyên bản chưa sơn. Đấy, có cọng mí ông này. Con này em để số 12. Nhiệt độ đang test đây. Lạnh rất là sâu. Đấy, xuống 15 độ các bạn này. Dạ, nhiệt độ tại cửa gió nhé. Con này đi kèm một chiếc điều khiển đa năng này. Đấy. Thì trong vỏ thì cũng bình thường, nói chung là một con máy không có gì để chê mà cũng không có gì để khen. Đấy. Mọi chức năng hoạt động ok, hoàn hảo. Con này em bán là 4 triệu. Đấy. Máy đã chạy test các chức năng ok rồi. Đây 14,7 độ C các bạn này. Đấy. Độ lạnh xuống rất là sâu. Con này em bán là 4 triệu nhá. Con này là dòng điều hòa cửa sổ của hãng Corona 7000 BTU. Sử dụng điện lưới 100V đấy ạ. Giá 4 triệu là chưa bao gồm đổi nguồn và chưa có phí vận chuyển. Các bác để dùng được cái máy này thì các bác phải có bộ chuyển đổi điện từ 220V sang 100V. Công suất 7000 BTU thì các bác có thể dùng cho phòng khoảng 10 đến 12m2 đấy ạ. Dòng máy này là dòng máy cửa sổ, để cửa sổ trên là một là các bác phải có cửa sổ các bác gác lên, hai là các bác có một ô thoáng để cho nó thoát được khí nóng ra bên ngoài. Đấy là cái cách sử dụng của cái điều hòa này. Tình trạng hàng thì cũng đang rất là hiếm rồi các bác, cũng không còn nhiều. Nhưng các bác mà mua thì các bác mua nhanh, sang tháng 6 thì hàng rất là khan hiếm rồi. Anh em găm hàng từ đầu năm đến bây giờ cũng đã hết. Em hơn 200 con cũng đã hết rồi, đến bây giờ cũng chỉ còn có hơn 20 con, không còn nhiều nữa. Một con của hãng Corona các bác nhé, có điều khiển từ xa đi kèm này. Đấy. Giá là 4 triệu, chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Con em để số 12. Các bác nào có nhu cầu mua con này thì các bác liên hệ nha. Cảm ơn các bác.